Chúng ta đang có mặt tại vườn vải của hộ anh Bảy, địa chỉ ở Bến Huyện, Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Lộc Ba vừa rồi ở trên cây vải thì vườn vải của nhà anh Bảy xuất hiện rất nhiều các loại sâu ăn lá như là sâu đo, sâu que, sâu róm gây hại trên lộc vải. Được sự tư vấn của nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì anh Bảy đã sử dụng cái sản phẩm Caratimex 54EC. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh chia sẻ cái hiệu quả của thuốc sau khi thời gian anh sử dụng là 2 lần ở cái đợt lộc ba vừa rồi. Vâng, như cái lộc đầu ba vừa rồi thì anh đã phun mấy lần cái sản phẩm Caratimex 54EC này của bên công ty em ạ? Mình phun 2 lần rồi. Phun 2 lần rồi đúng không ạ? Vâng, lần đầu tiên thì anh thấy cái lộc vải nhà mình nó bị sâu gây hại nhiều không? Sâu rất là nhiều ấy. Rất là nhiều, vâng. Thế nhưng mà sử dụng thuốc Caratimex 50EC thì thấy phun vào sâu chết rất mạnh. Vâng. Phun sau 2 tiếng là sâu đã chết rồi. Sau 2 tiếng là sâu đã chết phải không ạ? Được cái là thuốc này nó không có mùi. Vâng. Phun nó không hại người phải không? Vâng. Khi phun về thì mình sẽ không bị mệt như những loại thuốc khác phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, và cũng không bị rát mặt như những thuốc khác mà như anh đã chia sẻ phải không? Đúng rồi. Vâng. Thế là một chai thuốc này anh phun cho bao nhiêu lít nước này anh? Chai này là mình pha cho 240 lít nước. Vâng. Thế là phun lần đầu tiên là từ khi mà nó bắt đầu nhú lộc ra phải không? Đúng rồi. Vâng. Xong là khoảng độ tầm 1 tuần sau thì anh sẽ phun lại lần nữa. Vâng. Vâng. Như vườn vải của những nhà khác đợt lộc ba vừa rồi nó rất là nhiều sâu, người ta phải phun nhiều lần. Lần đấy phải 3 lần đấy nhưng mà vâng. Vẫn chưa hết đây. Vâng, nhưng mà như nhà mình thì chỉ cần phun 2 lần là đã sạch đúng không? Đúng rồi. Đây là sau lần phun thứ 2, 7 ngày mà lộc vải vườn vải nó vẫn sạch sâu. Tìm không thấy thấy sâu qua. Sâu đo, sâu róm, sâu que các thứ là sạch. Đây. Đây là sâu đã chết đây. Sâu đo đã chết khô. Sau khi phun thuốc thì ấy thấy lộc vải nó ra tơi xanh và đẹp đúng không? Đúng rồi, lộc ra rất là đều luôn. Rất là đều luôn rồi. Nếu mà không sạch thì là cái lộc vải nó sẽ bị sâu nó cắn nham nhở đi phải không? Đúng rồi. Vâng. Vâng, thay mặt công ty thì em cảm ơn anh đã tin dùng cái sản phẩm Caratimex 54EC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ cái sâu ăn lá ở trên lộc vải. Vâng, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và trúng mùa được giá. Vâng, cảm ơn.